Xin chào tái ngộ cùng quý vị trở lại chương trình phỏng vấn hội luận đặc biệt về thương mại. Hôm nay chúng tôi có cô An Trần đến từ Apogee Properties và trở lại làn sóng bây giờ. Chào An. Dạ, chào anh Quốc Bình cũng như chào đồng quý thính giả của đài VYN. Vâng, chúng tôi cũng thấy là quý vị ngoài kia là cũng đã thấy được là thị trường Houston của chúng ta, nhất là trong lĩnh vực địa ốc đó, rất là sôi nổi, nóng bỏng luôn. Đến nỗi mà những người mà địa ốc bây giờ, đến nỗi mà quý vị mà gọi là kiếm mà book được giờ với họ đó là cũng là gọi là trong lịch bận rộn của họ cũng phải là khó khăn. Nhưng mà trước hết là bây giờ là bận rộn mức độ nào đối với Apogee Properties rồi? Dạ, bận rộn tới em phải mướn thêm vài người nữa. Wow. Nhưng mà phụ. Có nghĩa là một cái dấu hiệu tốt trong vấn đề nếu nói về kinh tế. Dạ đúng rồi, dạ. Theo em thì em thấy vậy, bây giờ thị trường bán rất là nhanh. Những cái nhà mà tụi em đăng lên bán không có quá 10 ngày là đã có người trả giá. Tụi em bán không nguyên giá thì cũng hơn chút đỉnh. Chứ ít khi mà ít hơn đó. Dạ. Đúng vậy, quý vị cũng thấy là gần đây mà mình thấy căn nhà nào nhiều khi vừa mới list lên thôi là đã thấy là người nối đuôi nhau coi rồi. Mình mà coi thì trước mình cũng có người, sau mình cũng có người. Xong rồi tiếp sau đó cũng thấy vài người chờ nữa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ lúc này. Thì lĩnh vực đó là, như vậy là cái người đó là cái người mua nhà để ở? Hay là cái thị trường đó toàn là những người đầu tư thôi? Họ có mua nhà để ở có, thì cũng có đầu tư có, tùy theo cái số tiền mình mua bao nhiêu đó anh. Thí dụ như có những cái nhà mà ít tiền cỡ khoảng 200 đổ lại đó, thì cái nhà đó có rất là nhiều người đầu tư. Còn khi mà bắt đầu mình lên cái giá hơn 200 đó, thì đa số thì mua ở. Nhưng mà vì cái tiền lời bây giờ nó vẫn còn rẻ so với tất cả, giống như từ đó giờ, thành ra nên cái thành ra anh thấy rất là nhiều người họ gọi là new renter, có nghĩa là những người từ đó giờ mướn nhà thì họ cũng nghĩ tới đi mua. Bây giờ thì theo cái data đó anh, thì những cái người mà từ khoảng 25 cho tới 31 tuổi, những người đó giờ hoặc là tới 39 tuổi even đó giờ họ mướn đó, thì cái thị hiếu họ đi mua cũng rất là nhiều. Đúng vậy, có nghĩa là cái thứ nhất là cái kinh tế cũng đang lên, rồi người ta bắt đầu có việc, chứng minh được income, rồi tiền lời vẫn thấp là thời điểm để mà đi mua nhà. Nhưng mà trong văn phòng của An Trần cũng như là công ty Apogee Properties thì chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị nhiều lần về cái sự chuyên nghiệp về lĩnh vực gọi là đầu tư, cho dù đó là đầu tư mua căn nhà để mình cho thuê hay là những cái cơ sở thương mại. Bây giờ ngoài lĩnh vực mà gọi là nhà ở đó thì lĩnh vực thương mại rồi Apogee Property đang active mức độ nào rồi? Có căn nhà listing mà nóng hổi không? Dạ, listing nóng hổi thì nói chung nếu mà anh nói về nhà đó là tụi em list lên đó là đa số là bán liền. A lot of time cái nhà khi mà mình đăng đó, anh chỉ cần mình làm đẹp mắt hơn người ta một chút là mình có thể bán được liền trong vòng một tuần tới hai tuần mà thôi. Không những vậy thì cái bữa anh có hỏi em về cái giá cả cũng vậy. Khi mà mình để lên á, giống như mình biết cái giá thị trường nó bao nhiêu đó, mình có thể để lên cao hơn chừng chút đỉnh là mình có thể bán được liền. Không nhất thiết, có những người thì người ta muốn để cái giá quá cao thành ra nên sẽ khó bán thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà cái giá của mình chỉ cần xê xích với cái giá thị trường một chút, nên mình bán cho dù mắc hơn một chút xíu, nhưng nếu cái nhà của mình đẹp mắt mình vẫn có thể bán được. Thì mấy cái nhà thì bán lẹ lắm anh. Còn bây giờ thì nói về commercial thì bây giờ em đang có vài cái commercial really hot. Em có một cái building khoảng 2.500 square feet trên 30.000 square feet đất, kêu giá chỉ có 550 thôi. And the thing is, để mà commercial mà mua cái giá 550 thì cũng khó. Nhưng cái building đó của em cũng có cả tenant sẵn, thành ra that's a very very good price, rất là tốt. Cái gì đó là khu Southwest này hay là khu Northwest? Dạ, khu Southwest này. Dạ. Thì cái đó là giá thị trường chưa? Cái nhà đó thì mình nói là thì những nhà xung quanh của tôi đang bán là giá đó, thì tôi suy ra nhà này sẽ bán ở giá đó. Nhưng mà cái thương mại thì nó hơi khó, là vì nhiều khi cả cái khu đó chỉ có cái building thể loại đó thôi, thì làm sao mình so sánh, làm sao mình định giá được với mọi người? Dạ, thì thường thường anh đa số là mình định giá theo cái người mướn. Họ mướn được bao nhiêu tiền, thành ra mình tính theo cap rate, có nghĩa là tốn bao cái như là cái tiền rent đó mình đem vô
thì so với cái tiền mình phải bỏ ra mua đó là mình lời được bao nhiêu? Cái cap rate mà nó dương á là có nghĩa là mình có lời, Dạ đúng rồi. còn cap rate mà nó âm thì mình không có lời. Có nghĩa Dạ. là bây giờ cái cap rate của building này là bao nhiêu Dạ, có cái cap rate của building này bị hiện giờ đó là 8%. Nhưng mà có điều em có thể hốt, giống như nếu mà người nào thật sự muốn mua có thể mua liền đó, thì mình vẫn có thể negotiate on cái giá. không? Ừ, có nghĩa là nếu quý vị nào mà đang đầu tư trong lĩnh vực thương mại mà cái diện tích của một cái building này đó là 2.500 square feet trên một Dạ. diện tích đất coi như gần 1 acre rồi, Dạ, đúng rồi. mà mình có thể là mình tiếp tục cho người ta mướn, hoặc là mình có thể mình đem thương mại của mình vô mình Dạ. mở quán hàng của mình. Dạ đúng rồi, cái building này với em á, thì theo cái kinh nghiệm, cái opinion của em á, thì em thấy nên mở giống như là cái restaurant về fried chicken hay là seafood, thì perfect cho cái location đó. Hoặc là tiệm bánh mì Việt Nam cũng được lắm á. Dạ, tại nó có drive through Ừ. sẵn, cái như nó used từ ngày xưa, nó là cái Whataburger. Ừ. Dạ, thành ra nên nó có drive through sẵn, nó có người ta gọi là grease trap sẵn, nó có a lot of things để sẵn sàng cho một cái restaurant nếu mà ai có nhu Ừ. cầu. Dạ. À, có nghĩa là cái đó là một cái nhà hàng ngày xưa rồi. Dạ. Thì bây giờ nếu mình làm nhà hàng là mình lợi điểm hơn là mình Dạ làm đúng văn rồi. phòng. Dạ đúng Tại rồi. vì là chúng tôi được biết là nhiều người mà một cái building mình vô không có gì hết mà phải làm nhà hàng, từ đường ống rồi cái chỗ bếp rồi những cái mà đòi hỏi của thành phố đó, tiền trăm ngàn đó. Dạ đúng rồi, thì cái này á, mình có sẵn cái grease trap. Không những vậy mình có luôn cả cái drive through luôn, tại vì cái này nó là cái Whataburger cũ ngày xưa. Dạ. Thì không biết là cỡ mà commercial thì không biết nó có chạy giành giật gỡ như là nhà residential Thì commercial thì không 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 có chạy giành giật tới vậy, anh tùy 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 theo. ha. Có những cái địa điểm tốt, giá tiền khá đó thì cũng có, nhưng mà commercial thì nó không có như residential. Khi mình mua nhà thì tại vì cái số lượng người đi mua nhà nhiều hơn nhiều so với số lượng người đi mua commercial. Thành ra nên cái khi mà mua nhà thì anh mới thấy cái chuyện mà giành giật nó nhiều hơn. Không, nhưng mà chúng tôi thấy là đây là một cái cơ hội đầu tư đó. Mời quý vị hãy cùng gọi Apogee Property đến ăn trần nếu mà quý vị có cái đang đi tìm. Nhiều Dạ. người là đi tìm lâu lắm mới gặp một cái building mình cần hoặc mình thích thú đó. Quý vị gọi ngay cho An Trần để mà hỏi thêm về chi tiết, để mà mình thấy được là đây là cái mức đầu tư của mình nó thích hợp hay không. Hoặc là bên cạnh đó quý vị có thể là hỏi qua An để mà chỗ này mà không thích hợp tìm những chỗ khác, Tìm An chỗ cũng giúp khác, cho họ dạ đúng tìm rồi, được chỗ em vẫn khác. có thể tìm được. Cho nên không những vậy, em có những cái building không có đăng lên trên mạng, thành ra nên mình có thể mình kiếm được cái good deal hơn, cái giá cả nó phải chăng hơn. Không những gì, em có thể giúp cho những người nào cần mua đó, em có thể giúp cho họ mượn lại cái loan để mà mua, thì miễn là bây giờ cái requirement nó chỉ cần mình down 20% thôi. Miễn là cái building and cái khả năng của mình có thể mua được thì mình có thể làm được nha. Như vậy là cũng giống như nhà họ đòi hỏi mình down 20%. Thì chúng tôi được thấy hồi xưa là như thương mại họ bắt mình down nhiều lắm, 30-40% lận. Dạ, có một thời gian thì họ đòi hỏi rất là nhiều tiền down, nhưng mà bây giờ thì những cái chương trình nó flexible hơn. Nhưng mà thì anh cũng biết là khi mà mình mất cái này thì nó sẽ bị gain cái khác, thì có thể là tiền lời của mình nó sẽ khác biệt so với lại mình down nhiều hơn một chút, hoặc là credit đồ này kia thì cái tiền lời nó cũng fluctuate, nhưng mà mình vẫn có thể làm được với 20% down. Như vậy thì nếu mà quý vị nào mà mua những thể loại mà ở đây là land rồi, có cái building rồi, là cái condition của building đó là giống như là mình phải sửa sang gì không, nó bị dột, bị hư nền, hư móng, giống như nhà mình phải vô chuẩn bị một số cái chuẩn bị đó không? Dạ, lúc nào thì cái thợ thường thường đa số là khi anh mua cái commercial building thì thường là mình vô mình sẽ phải sửa chút đỉnh để sửa theo ý của mình. Thì cái building này cũng vậy, họ đã không có làm nhà hàng một thời gian rồi, thành ra nên nếu mà mình quay trở lại mình làm nhà hàng thì mình cũng phải sửa lại. Đúng vậy. Rồi bây giờ đó là một cái building nóng hổi mà đã nói chưa kịp ra hình trên mạng nữa kính thưa quý vị. Bây giờ này còn cái chỗ nào nữa Còn thì em còn đất, em còn có miếng đất ở đường Phú Khuê, kêu giá là 700 ngàn. Dạ, thì miếng đất đó được 4 acre, gần 4 acre. Thì những cái chỗ đó cũng nó có rất là cái frontage, anh có nghĩa là không biết nói tiếng Việt sao, là cái phần mặt tiền đó, mặt tiền cái đường Phú Khuê thì rất là lớn. Thành ra nên for cái giá tiền á, mình có thể build một cái building
So nó cũng is a very good price, Bốn negotiable, có thể bốn trả ếch cơ giá là cũng thêm. lớn. Thường là mình thấy Việt Nam mình ngay Bao La hay mua một ếch cơ mà xây lên nhiều khi building cũng 50.000 square feet. Bốn ếch cơ này mình làm được nhiều thứ lắm. Ví dụ như người nào đó ta chỉ mua hai ếch cơ thôi, một ếch cơ thôi được không, hay là phải mua một lúc bốn cái luôn? Cái người bán của em thì refer bán hết. And then em ở vùng Southwest này, nếu mà có ai interested in office building á anh, thì em đang đăng cái office building kêu giá 3,5 triệu ở vùng Southwest này, 80.400 square feet, 6 tầng. Wow, vậy là hơi rẻ đó ha. Mà building là class A, B hay C? Building này sẽ là class B, nhưng mà cả lý 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 do anh thấy rẻ là tại vì nó trống. Tại vì nghe 3 triệu thường là building không nhiều square feet vậy. Thì cái building này nói chung là sửa thì anh không cần sửa nhiều, nhưng mà nó là một cái building trống. Thật ra đó là lý do tại sao cái giá rẻ. Anh có 4 acre chung quanh cái building đó. So cái building có 4 acre đất ở chung quanh. Là cái building ở trên 2 acre và có 2 acre riêng ở ngoài để đậu xe. Những building này thì là building trống. Thành ra đó là lý do tại sao anh có giá Wow, như rẻ vậy thì nhưng mà đây là một cái building nằm này, thì đương nhiên quý vị nhớ là chúng tôi mời quý vị gọi An để mà có thêm cái chi tiết địa điểm cũng như là đến xem luôn. vậy. Nhưng mà hỏi sơ sơ một chút là cái building này nó nằm trong cái thị trường nào, thị trường Á Đông mình hay thị trường của người Ấn Độ hay thị người Mỹ? Cái building này ở vùng Southwest của mình. Anh nói thị trường thì nó rất là nó mix thôi anh, tại vì nó nằm gần freeway, nằm gần freeway, đi ra freeway chừng chút xíu thôi, Có nghĩa là không Việt tới cũng 5 được, phút. Mỹ cũng được. Dạ đúng rồi, thành ra nên mình có thể nó là mixed use. Ngày xưa nó là cái trường học, thành ra nên nó cũng có rất là nhiều chỗ, nó đã build out rồi, thành ra mình không có cần phải build out nhiều. Thấy rẻ cũng hơi ham, bây giờ mình mượn đâu được 3 triệu để mua giờ. Và có lẽ là nhiều quý vị ở ngoài kia đó là những người đầu tư, nhiều khi đó là có những người đầu tư là cá nhân mà có những người là đầu tư theo một cái tổ hợp hoặc là bạn bè hoặc nhóm lại một nhóm đó. Thật sự mình nói con số 3 triệu nó lớn, nhưng mà thật sự đối với cái giá vật giá ngày nay đó, inflation này nọ nữa thêm nữa, thì thật sự 3 triệu không nhiều so với một cái building hình như là nộp tiền đất thôi đó. Mình cũng thấy Dạ người đúng mua rồi. không đất là Tại cũng vì 3 anh triệu tính dễ nếu dàng. mà 4 acre đất đó mà tính theo giá, em cho là giá trung bình là 5 đồng một square feet, là nó đã là 1 triệu mấy rồi, là trên cái đất không, chưa kể cái building. Building không có cũ quá, build năm 82. Thành ra nên thật sự nếu mà mình có khả năng á, mình có thể mua và mình có cái financial, có tiền để mà mình để dành, để mà mình có cái thời gian mình bỏ tenant vô đó, thì cái building này có thể make a lot of money. Tại anh ấy nghĩ nếu anh chỉ cần bỏ vô được khoảng 60% occupancy thôi, thì anh có thể bán cái building này gấp đôi. Và cái building này thì nếu mà người ta mua về thì ta làm gì với nó? This is office building. Thành ra nên most likely anh cho mướn như office, văn phòng bác sĩ, trường học. Có nghĩa là có thể là mình có thể lúc sau đó là mình có thể mình mướn một cái công ty họ lo cái vấn đề leasing cho mình, Dạ đúng rồi. những cái công ty dịch vụ họ vào. Về về chuyên môn về office building management đó, là họ có thể họ bỏ tenant vào cho mình. Đúng rồi. Và đó là một trong những cái giới thiệu về những cái cơ sở thương mại mà công ty Apogee đang có trong tay. Quý vị nhớ liên lạc nóng tay để mà nhiều khi nói vậy chứ thị trường bây giờ những người đầu tư họ ở ngoài họ đi đi lùng sục rất nhiều. Dạ đúng Thì lùng sục luôn cả residential, đó đó là một lĩnh vực đầu tư, và ngay cả những lĩnh vực mà commercial này đó cũng là một trong những nơi mà những người đầu tư họ để ý đến. Thì đến với An sẽ có gì đặc biệt? thì cũng giống như em mới nói ra những cái điều như vậy á, thì em có những cái connection, là em có những cái điều mà anh có thể anh không có thấy trên mạng, hay là không có thấy quảng cáo đâu hết, mà những cái điều em có thể cho được khách hàng, cái người mua đó, cái giá cả, là cái cơ hội để mà đầu tư. Tại vì có những cái giống như anh coi những cái nhà đi, khi mà anh đã thấy lên mạng rồi á, thì bao nhiêu người dành nhau mua, tới phiên mình thì cũng hơi khó. Thành ra nên có những cái, đến với em thì em có những cái gọi là out of, không có trên MLS, không có đâu hết, thì
những wholesale deal thì em có thể provide cho khách những cái investment prop Như nhiều vậy hấp khá dẫn hơn đó, tại vì giành giật hơn. mệt quá. Tại vì cá nhân chúng tôi thấy là bây giờ một cái nhà mà nó được giá bằng giá thôi, chứ đừng nói là rẻ, giờ không có muốn giá, không có thể có giá rẻ rồi đó, bằng giá thị trường thôi là đã giành giật nhau mệt mỏi luôn. Nhưng mà nếu mà quý vị theo như An nói là một số những cái deal có là biết trước khi mà nó ra thị trường, có nghĩa Dạ là đúng nếu rồi. mà mình không mua thì có nghĩa là những cái nhà này rồi nó cũng sẽ ra thị trường, Dạ đúng thì sẽ được gọi là cái lợi hơn. Thì quý vị nếu mà muốn đầu tư trong những lĩnh vực nhà ở hoặc là cơ sở thương mại, quý vị liên lạc An Trần ở Apogee Properties, địa chỉ theo số phone trên màn hình quý vị gọi để lấy liên lạc, hoặc là ghé văn phòng trên đường Willcrest gần góc Richmond. Richmond, Thì bây giờ mình cũng còn đôi ba phút nữa, thì trong lĩnh vực địa ốc bây giờ thì không biết An có lời khuyên gì cùng quý vị, nếu quý vị đang ngoài kia mà đang là trong người đi mua đó, thì bây giờ phải chuẩn bị cái chiến thuật như thế nào? Cái khó khăn của cái người mua bây giờ đó anh là những người mà mua mượn tiền. Giống như khi mà mình đi mượn nhà băng, cho dù mình đã được approve này kia hết rồi, chắc ăn là sẽ mua được, không có thành vấn đề. Thì cái khó khăn của mình đó là cái người mua vẫn cứ phải compete với lại những người mua tiền mặt. Cái đó là cái rất là khó. Tại vì khi mà cái người bán, giống như em đại diện cho người bán của em, thì bây giờ cái giữa cái trả giá một người tiền mặt và một người mượn loan, cho dù cái người mượn loan trả giá mắc hơn 1.000 đồng đi, thì em vẫn suggest là lấy tiền mặt mình đóng liền chắc ăn, phải không? Đúng rồi. Thành ra nên đó là cái mà những người mà đi mua nhà mà phải mượn nhà băng á, là cái đó là đang là cái khó khăn. Thành ra nếu mà mình biết là mình mượn nhà băng đó so với những người mua tiền mặt, thì một là mình phải trả giá, mình chấp nhận mình trả giá cao hơn, mình trả giá 4.000, 5.000 hơn. Chứ nếu mình trả có 1.000 đồng hơn rồi thì nó Không thấm. không có thấm để cho cái người bán họ lấy của mình hơn là lấy cái của người trả tiền mặt. Thì một là anh làm như vậy. Hai đó là nếu mà mình có cái tiền down nhiều đó, thì another way mình có thể làm được đó là mình mượn private lender trước. Còn thành ra nên mình mua cũng giống như mình mua tiền mặt. Rồi xong rồi sau đó mình refinance. Xong khi mình mua xong rồi mình refinance lại, mình trả off cái private lender mình mượn. Thì cái đó cũng là một cách. Nhưng Thì thường mà trong cái đó là mình mượn private lender trong bao lâu, 1 tháng 2 tháng không? Tại vì dạ mình vừa mua xong rồi mình refinance liền, tại mình dạ được approve rồi. dạ thì anh có thể làm như vậy, nhưng mà thường thường anh để ý cái người private lender họ thể cho mình mượn 6 chấm 7 chấm, không có Nó cao bao cao hơn. nhiêu, nhưng mà có điều họ sẽ muốn mình mượn lâu dài để họ Đúng rồi. earn được cái tiền interest. Thành ra khi mà mình muốn mượn chừng khoảng 1 tháng 2 tháng thì mình phải chấp nhận either mình trả cái tiền lời cao hơn chút, hoặc là mình phải trả cái tiền prepayment penalty. Thành ra nó có cái pros and cons, nó có cái tốt cái xấu. Thành ra giống như em cũng nói là mình có thể mình trả hơn cái người mua bằng tiền mặt khoảng 3 4 5 ngàn á, thì nó mới thấm để cho cái người seller họ nhận của mình hơn là mua tiền mặt. Thành ra nó cái số tiền mình ra nó cũng sẽ cỡ như vậy. Không, có nghĩa là bình thường cái người private lender là cái term của họ thường là 6 tháng tối thiểu. Thường thường á anh là họ muốn 3 năm cơ. Oh, Dạ. ok. Tại vì họ in cái business, họ in cái họ họ cho mượn tiền là để họ ăn tiền lời. Thành ra nếu mà mới có 1 tháng kiếm được Đúng có rồi. vài trăm mà lại phải làm lại thì nó mất thời gian của họ, họ thật sự họ không có muốn. Mình có thể mượn 6 tháng 1 năm cũng được, nhưng mà cái tiền lời sẽ cao hơn là 6 chấm hay 7 chấm. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà như vậy thì đối với những người mà phải cạnh tranh như vậy thì làm sao biết được là, ví dụ căn nhà nó off, nó để 100.000 hoặc 150 đi, thì quý vị mà muốn chắc, ồ rồi bây giờ mình order 150.000 đó cộng thêm 5.000 nữa, nhưng mà làm sao biết được cái người mua tiền mặt họ trả nhiêu? Dạ, cái đó thì mình không có chắc được, nhưng mà nói chung thì tụi em cũng không chắc được, tại không biết cái người mỗi trả giá khác nhau. Nhưng mà theo tâm lý đó anh thường đó, thì cái người trả tiền mặt đó là họ thường thường họ trả đúng giá đó, Đúng hoặc rồi. hoặc là họ trả thấp hơn chút xíu. Tại Tại vì họ họ đã có cái mua tiền leverage mặt đó rồi, đúng đúng rồi, đúng rồi, không? họ có cái leverage là họ trả tiền mặt. Thành ra thường thường họ sẽ trả vừa đúng giá đó hoặc là thấp hơn chút xíu. Thành ra nếu mà mình thật sự thích cái nhà đó, khi mà mình trả giá thì mình biết mình đi mượn tiền thì better mình trả cao hơn chút. Có nghĩa là nếu mà khuyên cùng quý vị khán giả đó, thì quý vị nên trả trên 1.000 thì không nên rồi, thì giờ trả trên 5.000 hay là cả 3.000 hay 2.000. Cái đó ra là tùy theo căn nhà, tùy theo mình feel như thế nào, có bao nhiêu người trả giá. Thực sự sometimes đó khi mà mình làm việc những người địa ốc khác đó, mình cũng có thể hỏi, you know, họ đang có bao nhiêu cái offer.
Thì họ có thể cho mình biết rồi, nên mình có thể feel được là ok cái nhà này nên trả hơn nhiều hay là hơn ít thôi. Thì không có nông theo phần trăm hả? Ví dụ như là nhà 150, 200 ngàn thì mình lên 2 ngàn, 3 ngàn thôi. Còn nhà mà 300, 400 thì cái trị giá nó cao thì mình cũng phải nhảy lên cao, thì mình cho lên 5 ngàn, Không 7 nhất ngàn. thiết đâu, nếu mà anh compete với người mua cash đó, thì thật sự không nhất thiết như vậy. Anh chỉ cần hơn khoảng 4-5 ngàn là ok rồi, tại Chứ vì nó không họ có cũng đi thấy cái theo, difference rồi. nó không theo cái trị giá của nhà. Dạ Với không nhà nhất càng thiết. lớn tiền thì mình phải giống như trả cái số thêm nó cũng lớn theo. Dạ không nhất thiết Không như phải vậy, hả? tại vì anh còn sẽ run into một cái issue nữa là khi mà mình làm loan đó. Thì mình sẽ run thêm cái issue về định giá Appraisal. nhà, appraisal. Thành ra nên khi mà mình trả giá cao hơn, mình cũng phải biết được là cái khả năng túi tiền của mình có thể trả được cái số tiền đó. Tại anh nhớ thí dụ như giờ 150 mình trả thành 155, mình đao 20% của 150 là 30 ngàn, nhưng mà bây giờ vì cái nhà mình mua 155, mình sẽ phải đao thành 35 ngàn, Đúng rồi. tại mình phải trả cái 5 ngàn difference đó. Thành ra nên mình cũng phải tùy theo cái túi Có tiền nghĩa của là người nhà mua nữa. băng họ cũng định giá, cứ như Dạ. họ ví dụ như cái khu đó đó, họ họ nói là khu này á, cái rate chỉ là 150 thôi, nhân lên là tôi ra 300 ngàn thôi. Mà bây giờ nếu mà anh tự nhiên trả giá này 350 lên là nhà băng nó không chịu cho mượn cái 350, đúng không? Dạ đúng rồi anh, thí dụ như họ họ đồng ý cho anh mượn giá là 80%, thì nó sẽ là 80% của cái giá định giá hoặc là của cái giá mình mua cái nào thấp nhất. Cho nên Dạ. cái phần cao hơn là mình phải chịu. Dạ đúng rồi, cái phần cao hơn là mình chịu. Thành ra nên khi mình trả giá là không những mình phải biết là ok mình trả nó hơn đặng cho mình mua cho được, nhưng mà mình cũng phải tính là túi tiền của mình có để mà mình ra cái tiền đó hay không. Đúng rồi. Cho nên cũng để ý như vậy thì có người tiền mặt thì không thành vấn đề. Nhà Dạ băng thì đúng nó rồi. kìm lại cái định giá Cái định nhà giá đó. nhà đó, dạ Cho đúng nên thật có như vậy cũng tốt, nó cũng help người rồi. người Dạ cũng mua. help cái Nhiều người khi mình mua. muốn quá, nhiều khi mình trả hớ quá. Quá cao, dạ Đúng đúng rồi. rồi. Thì bây giờ đó là trong một vài lĩnh vực, đó là chúng tôi nói là cái strategy, là quý vị cũng chuẩn bị tinh thần và cũng như là chọn lựa một cái người địa ốc mà có kinh nghiệm để mà đi gọi là phải lấy được căn nhà mà quý vị mua. Tại bây giờ thật sự phải nói là mua được một căn nhà rất khó, bởi vì cái người mua rất là nhiều, nhiều hơn là người bán. Cho nên là gọi là phải nói là giành giật chứ không phải là mua bình thường. Bây giờ thì nếu quý vị có những cái thắc mắc hoặc là những câu hỏi trong lĩnh vực điều đầu tư, hoặc là có những sự muốn đi tìm hiểu một người để cho kiếm được những căn nhà cho quý vị mua để đầu tư hoặc ở, hoặc là một cái cơ sở thương mại để quý vị đầu tư, thì quý vị hãy đến với Apogee Properties theo số phone trên màn hình. Quý vị nhớ gọi cho An Trần. Bây giờ mời An có lời chào cùng quý vị. Dạ, An cấm chào quý vị thính giả cũng như chào anh. Vâng, chào An và xin hẹn tái ngồi cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.